Chào mừng các bạn đến với kênh Nhân Quả Luân Hồi. Số 64. Chuyện người vợ khó hiểu. Tiền thân Durajana, chàng tưởng má hồng yêu mến chăng? Câu chuyện này do bậc đạo sư kể trong lúc trú tại Kỳ Viên, về một nam cư sĩ. Chuyện kể rằng thời ấy tại Xá Vệ có một nam cư sĩ thọ tam quy và ngũ giới, là một đệ tử thuần thành của Phật Pháp Tăng. Nhưng người vợ này là một nữ nhân độc ác nham hiểm. Vào những ngày người vợ ấy phạm lỗi lầm, nàng nhu mì nhẫn nhục như một nữ tỳ được mua về với giá 100 đồng tiền. Còn những ngày nàng không phạm lỗi gì thì nàng lên mặt bà chủ nhà hay giận dữ và khắc nghiệt. Người chồng không sao hiểu nổi nàng. Nàng cứ làm khổ người chồng đến độ chàng không đến ý kiến Đức Phật được. Một ngày kia, chàng mang hương hoa đến. Sau khi đảnh lễ kính cẩn xong, chàng ngồi xuống thì bậc đạo sư bảo: "Này nam cư sĩ, làm sao đã 7-8 ngày qua ông không đến hội kiến Như Lai?" Bạch Thế Tôn: "Vợ con có ngài thì dễ bảo như một nữ tỳ mua về với giá 100 đồng tiền. Vào ngày khác thì hay giận dữ khắc khe như một bà chủ. Con không làm sao hiểu vợ con được. Chính vì vợ con làm phiền lòng con đến độ con không đến hầu Đức Thế Tôn lâu nay." Khi nghe người ấy nói vậy, bậc đạo sư bảo: "Này cư sĩ, ông đã được các bậc hiền trí từ xưa nói cho biết rằng thật khó hiểu được bản tính nữ nhân. Và ngài nói thêm, nhưng vì các tiền kiếp đã trở nên lẫn lộn trong trí ông nên ông không nhớ nổi." Nói vậy xong, ngài kể một câu chuyện quá khứ. Một thuở nọ, khi vua Ramadatta trị vì ở Ba La Nại, Bồ Tát là một vị giáo sư danh tiếng lừng lẫy khắp nơi, với 500 thanh niên Bà La Môn thọ giáo với ngài. Trong số đó có một thanh niên từ phương xa đến. Chàng đã yêu một thiếu nữ và cưới người đó làm vợ. Dù chàng đang sống tại Ba La Nại, chàng vẫn không thể nào đến hầu sư phụ trong 2-3 lần liền, vì vợ chàng là người đàn bà độc ác. Hễ ngày nào phạm lỗi lầm thì nàng ra vẻ nhu mì như một tỳ nữ. Còn ngày nào không làm gì sai trái thì nàng lên mặt một bà chủ hay nóng giận khắc nghiệt. Chồng nàng không thể nào hiểu nổi tính nàng ra sao cả, và chán quá, bực mình, khổ sở vì nàng đến độ chàng không đến hầu hạ sư phụ. Bấy giờ, 7-8 ngày sau, chàng lại đến hội kiến ngài và được Bồ Tát hỏi tại sao lâu nay vắng mặt. Chàng đáp: "Bạch sư phụ, nguyên nhân là tại vợ con." Rồi chàng kể cho Bồ Tát nghe nàng đã nhu mì ra sao trong lúc làm vẻ như một tỳ nữ, lúc khác lại khắt khe, chuyên quyền khiến chàng không sao hiểu nàng được. Và chàng quá phiền muộn khổ sở vì tánh tình thất thường của nàng nên đã vắng mặt như thế. "Này cậu trai Bà La Môn, rõ ràng như vậy, vào ngày lầm lỗi, đàn bà tỏ ra khúm núm trước mặt chồng mình và nhẫn nhục như bọn tỳ nữ. Còn ngày nào không lầm lỗi, họ tỏ ra cứng đầu bướng bỉnh với cả phu quân. Đàn bà độc ác nham hiểm như thế đấy, khó mà biết được bụng dạ họ ra sao. Vậy cậu không nên quan tâm đến những sở trường sở đoản của họ làm gì?" Nói vậy xong, Bồ Tát ngâm kệ này để khích lệ đệ tử ngài: "Chàng tưởng má hồng yêu mến chăng? Này chàng trai hỡi, chớ vui mừng. Tưởng là nàng chẳng yêu chàng nữa, nhẫn nại mà thôi, chớ quán thật. Lòng dạ đàn bà ai hiểu được, như bầy cá lội nước tung tăng." Đó là lời khuyến giáo của Bồ Tát đối với đệ tử ngài. Nên từ đó chàng chẳng còn quan tâm đến tính thất thường của nàng nữa. Còn nàng, khi nghe nói nết hạnh kém cỏi của mình đã đến tai Bồ Tát, thì nàng bỏ ngay thói hư tật xấu kia, không còn tái phạm. Phần người vợ của nam cư sĩ này tự nhủ: "Người ta bảo là Đức Phật đã hiểu rõ thói hư tật xấu của mình rồi." Từ đó nàng không còn sai phạm lỗi lầm như trước kia. Khi chấm dứt pháp thoại, bậc đạo sư thuyết giảng các sự thật. Vào đoạn kết thúc bài giảng, vị nam cư sĩ đắc quả dự lưu. Sau đó bậc đạo sư nêu liên hệ giữa hai chuyện và nhận diện tiền thân. Vào thời ấy, hai vợ chồng kia là hai vợ chồng ngày nay, và ta chính là vị giáo sư ấy. Ha ha ha, 问三摩地娑